Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hokakira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về mini game của Loat. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái map parkour mang tên là Parkour Hokakira. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không chơi như bình thường nữa đâu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi với một cái thử thách và một cái series mới mình sẽ tạo ra. Và thực ra là nó học theo anh Shiro, nhưng mà mình sẽ đặt cho nó cái tên mang tên là mini game luyện thanh cực hạn. Đó có nghĩa là gì? Luyện thanh tức là luyện hát, và cực hạn tức là nó phải là rất là khó, như kiểu là nó đẩy giới hạn con người lên mức đỉnh điểm ấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái thử thách, đó là vừa nhảy vừa hát, mà các bạn đã thấy Shiro làm rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhảy, nhưng mà mình sẽ hát những cái bài nó khó hơn của Shiro. Thì ok, thì chúng ta sẽ cùng nhảy thử cái map này, và đồng thời là sẽ vừa nhảy vừa hát để xem là liệu có nó có bất khả thi không nhá. Thì ok, thì mình sẽ vừa nhảy và vừa hát. Thì các bạn phải hiểu là khi các bạn đang nhảy tập trung như này mà các bạn lại còn ngồi các bạn hát karaoke thì hiển nhiên nó sẽ rất là khó, và nó sẽ khiến cho các bạn mất tập trung rất nhiều. Chính vì vậy nên là mình sẽ chơi các cái map không được khó cho lắm. Thì nếu các bạn thấy cái map này nó dễ quá hay là gì đấy, mọi người thông cảm nhé. Cái map này mình chưa chơi thử đâu nên là mình thấy nó review là không có khó cho lắm nên mình nghĩ là ok. Mình tạo ra map để mình cho các bạn chơi và không gian chơi gian lận. Map được làm bởi một người Việt Nam tên là Hiếu và Thanh. Ô, cảm ơn hai bạn nhá. Mục đích mình làm ra nó có mục đích, map này mình làm ra có mục đích, nó sẽ nằm ở phía trên. Chứ các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều khi chơi map. Good luck, mình đã sửa lại map, cảm ơn bạn Yadere. Còn sai mình sẽ sửa lại. Còn phần thông tin ở khu luyện tập, ok, ta hiểu rồi. Đồ dùng xây map cấm ai đụng vào. À đủ, đồ dùng xây map cấm ai đụng vào luôn đây. Bét, để cái xương đấy xong rồi là cấm người ta đụng vào bằng hòa. Ai, giáo dùng các kiểu luôn ấy, già kinh đấy. Cố định thời gian là thì cầm pháo hoa làm gì, nhưng mà thôi cứ cầm theo. Ok rồi, mình sẽ cứ cầm gà để đề phòng nhá. Thì đây map được làm bởi Hiếu và Thanh. Ok, moi Hùng Akira sẽ chơi map này, nếu có khó khăn gì trong map sẽ em sẽ động viên cho anh. Khó PC em và Thanh, chúc anh Hùng Akira chơi map em vui vẻ nhé. Cảm ơn hai em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm map cho mình. Rất nhiều bạn làm map cho mình, tuy nhiên thì mình chưa có thời gian chơi, thì đến lúc mình sẽ chơi dần. Thì cảm ơn các bạn đã xem map cho mình nhá. Ok, để mình sẽ đi bật nhạc. Rồi, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát đầu tiên. Các bạn biết bài gì không? Vâng, chính xác rồi đấy. Các bạn nghe chuẩn rồi đấy, không sai đâu. Đây chính là bài ngưng phần set nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng vừa hát karaoke vừa nhảy nha. Ok. Ngưng phần set. Khi mà không sống của đấy, tao đừng gan ghét. Cho những thành công mà tao có thì con mẹ nó mắc kẹt rồi. Rồi, từ. Lại. Nhát thôi. Phát đầu tiên chưa gì nhảy đã rớt rồi. Ok, rồi. Mà chỗ này nó không cho mình đi ra lava. Rồi, mình sẽ hát lại từ đầu nha các bạn. Ok. Nhảy luôn, tranh thủ đéo muốn hát. Đang đéo muốn hát. Cái đầu. Ok. Mình sẽ nhảy đường khó đấy. Ngưng phán xét. Khi mày không sống cuộc đời tao, đừng gán ghép. Cho những thành công mà tao có là nó cuốn theo thời cuộc của may mắn bác cây đắng, mà ta gánh đốt nước mắt tình trạng được đã trả khác NTN. Hôm nay mày tỏ rõ là bao nhiêu phụ của ca siêu. Stop it boy. Khởi đầu chặng đường khi ta ra bước chơi vé vào đại học. Sợ bắt đầu tiên tương lai trong khi nói nó là thằng lông bông. Khi ta không bỏ cuộc, nhân viên đưa thư thành công nhân điện tử. Sau đó là thợ xăm xăm ước mơ mình tự biết đời muốn giết NTN thì nó cảm thấy cố chiến. Nghe này. Ngoài đó có những thứ ham giết của đời tôi. Có cô ăn chay thành ngồi khóc cũng vậy thôi. Cứ viết tiếp đi. Giấy công sẽ mơ ước bao đêm tuyết trắng. Kê bon gato đang bô bô là kê đáng khi ta chỉ cần lay chin vào con ghệ mới xe nắng. Tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngả nghiêng. Why? Vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao học, tao có được thành công. Kẻ ganh người ghét vẽ chỉ tao lông bông. Tao im lặng kể khi kẻ một thứ tiền chất đống. Cả hai tình vẽ đến đấy từ đồ quốc xem anh em. Từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu youtuber. Những kẻ nói tao trẻ trâu, ồ chắc nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đố số đông các fan của Akira. Họ yêu quý tôi, like support. Phiền các bạn bớt ghen đi men. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Vì cô biến tao thành cái gai mà những con mình thật nhức mắt. Mặc kệ người ghét người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. NTN. À nhầm lộn, mình hát nhầm này rồi. Sorry các bạn. NTN, you're the best. Sân chơi này nó lặng quân tao. The best.
Tao vốn không thích khoe khoang nhưng hãy nhìn thử xem tao đang có gì. Lamborghini, Ducati thành công thể hiện bằng giá trị. Mỗi ngày khi tao thức dậy luôn tìm mọi cách để mình được tốt hơn. Ta không thể sống hài lòng tất cả ác ý cứ thế mà gạt ra. Hater thích tương tự cách bọn nó vẫn thường hay chơi trò PUBG. Thành công của tao là gì? Ba nút vàng YouTube đấy. Hay nghĩ và suy thật kỹ trước khi buông mồm phán xét một ai. Vì cái thằng mà bạn ấy chỉ vẫn đang từng ngày được like nên ngừng phán xét. Khi mà không sống cuộc đời tao, đừng gán ghép cho những thành công mà tao có là nó cuốn theo thời cuộc của may mắn. Bao cây đắng mà ta gánh nước mắt từng chặng đường đã trả cả MTN hôm nay. Mày tỏ rõ được bao nhiêu khi ngồi có phím cao siêu. Stop it boy, bài nhạc hôm nay tao viết không nhằm mục đích để tự cao tự đại. Bởi ẩn cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là cách mình vươn vai. Đừng để cuộc thất bại nay để cuộc đời bạn sống trôi nổi. Không tin vào những kỳ tích thì hãy ở đó trông mắt mà coi tôi. Thì tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi cô biến tao thành cái gai bằng những comment thật nhức mắt. Mặc kệ người ghét người ghét, tao không hơn thua mà tiếp tục làm. Nỗ lực để rồi một ngày trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Khi tao xây dựng mơ ước vun đắp thành công từ bao đêm thức trắng. Thị phi cô biến tao thành cái gai bằng những comment thật nhức mắt. Mặc kệ người ghét người ghét, tao không hơn thua để tiếp tục làm. Nỗ lực để MTN trở thành YouTuber số 1 Việt Nam. Mặc cho gió tao vẫn đứng hiên ngang. MTN kiên cường cố sự hậu từ nhiều fan. Có thể ngày nào đó người ta đến tương lai nhưng vẫn tự hào về một thời huyền thoại. Mặc cho gió tao vẫn đứng hiên ngang. MTN kiên cường cố sự từ nhiều fan. Có thể ngày nào đó người ta đến tương lai nhưng ta không bao giờ hơi chết không mình biết đi. Khó hát quá. Vừa nhảy vừa hát đéo hát được. Mini game PC. Ok. Wow. Ok. Wow, chúng ta đã đến được một cái chỗ gì đây. Wow. Nani the fuck. Ok, thì các bạn có thể thấy là mình đã win được cái map này trong lúc trong khi mình nhảy bài ngừng phán xét. Các bạn thấy là rất là khó ở cái là chúng ta vừa nhảy mà chúng ta vừa hát để khiến cho mình chả tập trung được cái gì cả. Và điều đó khiến cho mình cảm nhận được một điều, đó là mình không biết là mình đang nhảy cái gì. Wow. Nói chung thì gì đây? Hoàn thành, ok. Mini game là như nào? Ok, mini game. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã xem cái video mà vừa nhảy vừa hát bài ngừng phán xét của NTN. Nếu như các bạn thích thì quên để một like, đăng ký và bấm chuông hoặc mới nhất kênh của mình nha. Nếu như các bạn thấy thích cái series này thì đừng quên like trong các video này của mình cho mình nha. Thì cái video mini war luyện thanh cực đại đầu tiên này, nếu như mà nó đạt khoảng 500 like trở lên thì mình sẽ bắt đầu làm thêm các tập tiếp theo và sẽ hát những bài hát khó hơn nữa, và sau này có thể có những bài hát mà các bạn sẽ rất ưa thích đấy, theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ vừa hát vừa nhảy rất là khó nhưng mà lại rất là vui. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong một ngày tiếp theo và chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.